Rất là may mắn là hôm nay mình lên đây là ngay cái dịp đang chuẩn bị làm một cái tác phẩm. Cái này là cái khung ha. Đó, sau khi mà gá những cái cây lũa vô đây rồi. Đó, xong bắt đầu tháp đó, cái chậu mà màu đó. Rất là may mắn lên đúng lúc là anh em đang thi công luôn. Ok, sau khi mà chọn được cái phần lũa phù hợp cho lên cái khung đó, sẽ được lót một cái lớp mút ha. Lớp mút này là mình mới vừa tạo luôn ha. Cần đưa cái điện thoại mình lên, mở cái phần mềm nó lên mà cho nó quét qua cái cây là nó sẽ biết cái cây này là bị bệnh gì. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hôm nay mình đang có mặt ở showroom kiển lá ha, của bạn Cỏ đây. Ở bên số 558 á ta. 553. 553 showbiz nghệ tỉnh. Này cái chân đúng không? Thì rất là bò may mắn thì hôm nay mình lên đây là ngay cái dịp lúc mà bạn Cỏ cùng với lại team thì đang chuẩn bị làm một cái tác phẩm. Một cái tường giống như vậy. Một cái tường cây giống như vậy để cho khách. Đó thì đang trong quá trình chọn lũa. Thì sẵn mình livestream và quay clip cho các bạn coi luôn ha. Đây là cái nguyên liệu lũa. Cái gốc khác. Nguyên liệu lũa này được mua lại. Cái này chắc mua lại từ mấy cái chỗ khai thác ha. Dạ đúng rồi. Hồi xưa anh chơi bonsai nhiều lũa này lắm, mà lũa này là thấy buồn rồi đó, tại cây nó đi bụi mới có cái này. Dạ. Cứ ấy thử coi. Đây các bạn. Đây cái này là cái khung ha. Cái khung bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ gắn lũa vô. Nó sẽ giống vậy nè. Khi mà nó hoàn thiện nó sẽ giống vậy. Này, chưa. Đó, sau khi mà gá những cái cây lũa vô đây rồi á. Nó dài quá. Thì chúng ta sẽ dùng cái vật liệu để chúng ta tạo những cái đá giả. Đó, xong bắt đầu tháp đó, cái chậu mà màu đó. Tháp rong rêu rồi vô. Đó, xong rồi bắt đầu đi hệ thống tưới rồi làm thác nước. Rồi đứng đây mát thiệt luôn, khỏi cần máy lạnh luôn, mát rồi. Rồi ok. To to mà nó ít cành. Đây những cái lũa nó rất là ngoằn ngoèo, đây là những cái bộ rễ cây ha. Này là cái rễ. Này được. Mấy cái lũa của cây này là đòi hỏi phải lũa thép đúng không? Cho không mục ha. Tại nước mình sử dụng nước nhiều, mình phải sử dụng những cái lũa thép để cho nó bền. Đa phần là xài cái lũa linh sam á. Lũa linh sam á. Đang để cái mặt dựng nó nằm dưới đất để mà dễ thao tác ha, sau đó chúng ta sẽ dựng nó lên. Cái bước này chúng ta có cần lưu ý gì không Cỏ ơi? Dạ. Khi mà chọn lũa rồi đặt vô cái này có cần cái điều gì lưu ý không? Thì khi mà mình chọn lũa đó thì mình lựa chọn những cái cây lũa cho nó phù hợp. Đừng có nhỏ quá, cũng đừng có to quá thì nó sẽ nhìn nó nặng nề. Còn nhỏ quá thì khi mà lên cây lên đầu nó sẽ chìm, nó không thấy cái lũa đâu hết. Nó phải có cái độ lòi ra ngoài, u ra ngoài ha. Dạ, em thấy. Như dưới này có một cái khung sắt các bạn, rồi một tấm này là chất liệu gì? Cái tấm đó là tấm chống thấm anh. À, tấm chống thấm. Dạ, chống thấm. À, cho nên nó cũng sẽ an toàn với tường mình luôn. Dạ. Nước thì nó không có qua cái tấm đó được. Rất là may mắn lên đúng lúc là anh em đang thi công luôn. Mình quay được khúc này. Trường gốc không? Hả? Học nghề luôn, mốt về bắt trước làm luôn. Nói chứ mấy cái gọi là làm đẹp, làm này làm nọ mình cũng thích lắm các bạn. Chế cháo đồ này nọ thứ. Và những người mà làm này nè, thường cái kho lũa mỗi lần ta mua là mua phải số lượng nhiều. Dạ. Ví dụ có đá đâu vậy biết sao không, để nó dễ có nhiều sự lựa chọn đó. Ví dụ như giờ một đống này đổ ra có thể lấy 10 cây trong này thôi, 3-4 cây thôi để làm thôi, nhưng mà cần một đống để có sự lựa chọn. Cái chậu này là có lỗ không con? Coi cái chậu là có lỗ không? Con coi nó có vừa cái này không? Lấy cái thước đo thử coi. Chậu đó sẽ là cái đế dưới đó. Làm thác nước đó. Vừa. Hả? Hơi nhỏ. 40, 110. Rồi vậy bỏ ra đi con. Cái ngoài kia có vừa không? Chậu kia to hơn hả? Cái to hơn chắc vừa đó. Lấy cái đó đi con. Ok, hello Minh Chí nha.
Ok em, anh cũng muốn đi lắm á, muốn đi xa nhiều, anh em mời quá mà anh chưa thu xếp được thời gian. Thu xếp được thời gian đi cả nước chơi luôn. Thank you Chí nha, ra Đà Nẵng hú em liền. Mấy cây lũa này hả? Mấy cây lũa Linh Sam này anh em liên hệ với lại anh em ở dưới Ninh Thuận là nhiều nhất. Có lời dịp mình chia sẻ rồi á, chỗ Phi Thái lũa nhiều lắm. Lũa Linh Sam, lũa Săn Trắng, lũa Bằng Lăng, nhưng phải Bằng Lăng cái gì qua này, Đỗ Quyên, rất là nhiều. Này vừa không con? Lấy cái thước đo, đo đọt lòng á. Đó, để gắn máy bơm lên sẽ làm một cái thác nước chảy xuống dưới đây. Và nó tuần hoàn ha. Rồi xong rồi nước lại rút từ dưới này chảy lên trên rồi cứ chảy xuống vậy, nước nó tuần hoàn không hao nước. Mà nó tạo cái sự đối lưu không khí. Đâu không có nhất mùi. Vừa không? Không có mùi em ơi. Chắc chắn không? Anh đứng đây anh không có mê mùi. Mùi là mùi gì ta? Mùi ẩm mốc đồ hả? Chắc không quá. Đo chứ ai mà để hỏi bạn chủ luôn nha. Còn đo nó vừa này thì là nó vừa. Trời ơi, có bạn đang coi livestream hỏi nếu mình để cái này trong nhà nó có tạo cái mùi ẩm mốc không ta? À, cái này không anh. Tại vì cái này đa phần là mình xử lý hết rồi. Ừ. Từ cái rêu, cái dớn này nọ mình xử lý hết rồi. Ừ. Cho nên là nó không có mùi ẩm mốc. Ok. Thì nãy giờ đứng kế bên mình cũng không có nghe cái mùi ẩm mốc hay là khó chịu gì cả. Mà nó tuần hoàn, nó làm cho cái hơi nước nó bay trong nhà, nó cung cấp cái độ ẩm cho cái nhà mình nó mát lên. Cần ghe. Sau khi mà chọn được cái phần lũa ưng ý thì đầu sẽ định hình lên đây và dùng đinh vít cố định nó lại. Đó, sau đó sẽ có một cái gọi là cái xốp định hình đó. Mình không biết phải cái này là mình xếp được xốp định hình hay không. Đầu xịt lên, đầu tạo ra giống như đá giả. Này là nghệ thuật sắp đặt nha các bạn. Đó, nghệ thuật sắp đặt. À, mướn ở chỗ khác á, diện tích tương tự là nó mắc hơn nhiều. Mắc hơn nhiều luôn hả? Dạ. Ồ. Và nhà thi đấu Hồ Xuân Hương nó sạch sẽ đẹp đẽ. Vô sang liền, vô thấy sang. Dạ. Rồi cũng quy tụ được những anh em cũng liên quan tới cái sinh vật cảnh này, có những anh em bên cái những cái trường năng lượng về âm thanh, về chuông gió. Về cái gì, cái cối hay là cái đó là cái cối vuốt, cái nó ru luôn nè, rất là hay. Yeah. Luôn, bữa nào có dịp sẽ liên lạc lại để đi review cho các bạn coi nha. Ok được rồi đó. Rồi đây ok, may mắn là mình đi quay ngày hôm nay là mình gặp được từ cái bước đầu tiên luôn. Shop đi. Cái này qua clip anh em nào mà muốn gắn shop trước cho mình xong rồi xong rồi nghĩ cũng dễ làm rồi gắn cái này đầu tiên là có cái khung sắt, còn không bây giờ anh phải cắt theo cái này để nó quanh mặt trên này chúng ta sẽ bắn một cái lớp gọi là chống thấm thì nó cũng như là cái vắt hình mấy cái lũa này luôn. Sao lại mất shop này thì anh em đi ra ngoài mấy cái tiệm thủy sinh là anh em tìm về cây cây phù hợp cho mình. Còn không là anh phải cắt rất là nhiều mảng. Sắp đặt lên cái thế giống như một cái cành cây nó bị ngã đổ lên một cái bức vách đá. Đấy, xong rồi dùng xốp định hình tạo lồi lõm như một cái vách đá. Đó, thì em nghĩ là đầu đắp dớn, đắp riêu, trồng cây lên, tạo hốc. Này cho xốp lên trước đi. Xong bắt đầu là nước, gắn cái máy bơm, làm thác nước. Nói chung là nếu mà anh em nào mà sáng ý là nhìn vô là cũng có thể copy được rồi đó. Bắt chước ha. Dạ. Tự làm được. Nhưng mà nói chung cái gì cũng vậy, nó có kiến thức về nó thì làm nó sẽ có cái hồn mà nó đúng kỹ thuật. Dạ. Hơn, nó bền bỉ hơn. Cũng kỳ công. Tại vì cái này là mình làm cho một cái ban công của chung cư của bên Mastery ở quận 2. Cái ban công nó hơi hẹp, nó chiều rộng nó có 60cm thôi. Cho nên là mình làm nó rất là nhỏ. Mình rất là nhỏ. Thì có nghĩa là một cái vách này dựng lên thì cái ban công nó có nhiêu đây thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Để làm mát. Yeah. Nhưng mà nếu mà cái ban công nó sẽ bị một cái trường hợp là nó sẽ nắng quá nhiều thì cái này nó phù hợp không ta? Thì ban công thì nó tùy hướng. Yeah. Ví dụ như là sắp rồi chứ con. Tại vì ban công á thì ví dụ như là hướng đông hoặc là hướng tây thì nó sẽ nắng sáng hoặc nắng chiều. Còn ví dụ như là hướng không tránh đông hoặc tránh tây á thì nó sẽ ít nắng hơn.
thì mình tùy vào cái hướng của ban công để mình lựa loại cây. Ví dụ như cái hướng mà ban công nắng nhiều chẳng như chính đông hoặc là chính tây đó, mình sẽ lựa chọn những cây ưa nắng. Còn ngược lại là những cái ban công mà hướng khác đó, chẳng như hướng nam, hướng bắc này nọ, thì mình sẽ chọn những cái cây ưa bóng râm. Còn khi mà mình set up lên đây cũng vậy, những cái chỗ nào mà nó ưa nắng đó, mình sẽ set vào những cái cây mà chịu được nắng trực tiếp. Còn ngược lại những cái cây bóng râm thì mình sẽ tìm cái chỗ để cho nó lên để cây nó không bị cháy lá. Ok, quá tuyệt vời. Bởi vậy cái sự am hiểu về cái cây nó cũng quan trọng các bạn. Cây nào chịu nắng, cây nào chịu nước nhiều thì mình phải nắm để mình kết hợp vô đây. Chứ mình kết hợp lộn, mình đưa cái cây mà nó chịu nắng mình đưa vô một cái, thì cái này phải trong nhà sau quá thì kêu là chuẩn bị hết rồi, chỉ có còn setup thôi. Cái cây nào mà nó ưa mát chứ không có cái này thì nắng nhiều quá thì nó chỉ cháy lá. Cho nên là cái kiến thức về cái cây cối nó cũng rất là quan trọng để chọn lựa. Đây là những cái trời xài luôn chứ đâu có cắt ra được này. Hay quá, hôm nay đi đúng cái này hay quá. Farm kia thì không hay lắm. Thấy được. Dày đến nay nhường gì đâu. Shop này chắc dùng rèn cỏ. Tự như là có những cái cây nhỏ đó thì mình trồng chắc nó vô luôn thì mình có thể mình dựng lên được liền. Còn bình thường là ví dụ như khi mà mình đi setup cho khách á, thì đến nơi mình mới trồng. Đến nơi mình mới trồng. Còn nếu mà mình trồng ở đây thì khi mà đến nơi á, nó sẽ cây nó sẽ bị sọc sạch. Sọc sạch nó sao? Thường thường là mình tạo hình trước xong rồi mình đem cây lên tới nhà khách mình trồng thì nó sẽ coi như là nó gọi là ổn định luôn. Dạ, ổn định luôn. Thì khác với các đơn vị khác á, là bên em trồng cây á, thì mình sẽ để cho cây á, ví dụ như trồng những cái bầu lớn để cho cây nó có thể phát triển được lâu dài. Chứ không phải là mình trồng mà giống như những cái bầu đất nhỏ quá thì trồng dạng như vài tháng là cái cây nó sẽ bị suy. Mà nhanh cũng dễ làm nhanh đúng không? Đúng, thì coi như là tác phẩm hoàn thiện xong là nó khách thấy nó đẹp nhưng mà vài tháng sau ở đầu nó yếu, nó không đủ sức. Đúng bầu rồi. Nhỏ quá. Có một điều cũng khá là bất ngờ là lần trước mình đi ốp kiển lá thì mình thấy là toàn bộ là những bạn trẻ không các bạn. Trẻ mà đẹp, đẹp trai đẹp gái cho trẻ văn à. Coi như là hai mấy tuổi à. Chơi rất là nhiều mà nhiều bạn rất là giỏi ha. Có cả những cái vườn rồi tự tay lai tạo ra được những cái bộ gen nó mới à, nó ra cái kiểu hình nó đặc biệt, độc nhất, rất là hay luôn. Nhưng mà cũng có một điều đáng tiếc là chính sách của Việt Nam mình thì chưa có coi trọng cái ngành này lắm, chưa có coi trọng cái ngành sinh vật cảnh lắm. Đó là điều đáng tiếc. Còn nếu mà cơ quan chức năng đâu mà có nhiều cái giải pháp để mà phát triển cái ngành này á, thì sẽ thu hút được du lịch, giáo dục và có thể là thương mại, làm kinh tế rất là nhiều luôn á. Nhưng mà rất tiếc là Việt Nam chưa có chú trọng cái ngành này. Cách đây anh em thì tâm huyết và người giỏi cũng rất là nhiều ha. Nhưng mà cũng bị hạn chế. Cách đây khoảng 2 năm á, em thấy ở bên Nhật á, họ về họ có chia sẻ là cái kim ngạch ở bên Nhật á về cây kiểng á là một năm đâu đó khoảng 50 mấy triệu đô. Nhưng ở Việt Nam của mình thứ nhất là người ta chưa có hợp thức hóa, cho nên cái con số ở ga mình không biết, nhưng mà nếu như mà mình thấy cái bức tranh chung á thì nó chưa có nhiều. Hy vọng là sau này nó sẽ ok. Việt Nam nói chung mình trong ngành bét, ngành sinh vật cảnh thì mình biết là cái nhu cầu nó rất là cao. Cái người Việt Nam mình thích trồng cây, nuôi con này con kia đó các bạn. Nhưng mà tại vì cũng chưa có được nói chung là chưa có được công nhận, rất là ít cái được công nhận. Cho nên là không có phát triển được. Cho nên là anh em thì tâm huyết rất là nhiều, sẵn sàng đầu tư công sức cũng như là tiền bạc để tổ chức những cái show lớn để mà có thể rồi chi phí để mời những cái chuyên gia trong ngành về cái này từ nước ngoài về luôn. Đúng rồi. Đó, nhưng mà thật sự là mỗi lần mà muốn tổ chức rồi xin phép này nọ là nó cũng nhiều khê lắm các bạn. Nhiều khê lắm. Nhiều khê. Cho nên là mệt, chưa có phát triển được.
thì chúng ta nhìn qua cái nước láng giềng gần nhất của mình là cái nước Thái Lan đó, họ rất là ủng hộ cái chuyện này, phát triển rất là mạnh. Thì ngoại tệ lại phải đổ đi nước ngoài thôi, cũng khá đáng tiếc. Hy vọng là trong vài năm tới thì sẽ được chú trọng phát triển này hơn. Dạ. Còn nếu mà về cái tiềm lực phát triển thì Việt Nam của mình cũng không có thua Thái Lan đâu. Ừ. Anh thấy không có thua luôn á. Dạ. Chẳng qua là nó chưa được cái đà để lớn mạnh thôi. Ừ. Còn ví dụ như nếu mà so với những cái lĩnh vực khác đó, em thấy giống như là may mặc này, rồi giày dép này nọ đó, thì Việt Nam của mình đang là một trong những cái nước mà họ gia công lớn nhất trên thế giới. Ừ. Nhưng mà về cái lĩnh vực nông nghiệp á, thì cái môi trường của mình rất là tốt, nhân công của mình cũng rẻ. Ừ. Đất đai thì cũng còn trống rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có tạo được một cái đà để cho có thể là trở thành một cái nước chẳng như là gia công hay là sản xuất những những cái sản phẩm về nông nghiệp như là cây cối chẳng hạn, để có thể xuất đi các nơi trên thế giới. Các bạn biết nước ngoài á, mấy nước mà giống như là phát triển trước đi, dù nó là cái khí hậu nó không có phù hợp với lại chăn nuôi trồng trọt được nhiều, nó lạnh quá. Đúng rồi. Thì đây chính là cái cơ hội của mình, những cái nước mà nhiệt đới này nắng gió rất là nhiều luôn. Yeah. Thì mình coi như là mình sẽ trồng được cây mà rất là tốn, rất là ít chi phí. Yeah, là có thể xuất khẩu được qua những cái nước đó, người ta nhập với giá rất là cao. Yeah. Nhưng mà bây giờ đường đi rồi chính sách rồi nó không có, đâm ra là anh em cứ phục vụ vòng vòng trong nước không à. Chưa có cơ chế. Không có cơ chế. Yeah. Nên là nó khá là uổng luôn. Mình là người trong ngành, mình cũng mong là được công nhận, được bảo vệ, được đóng thuế. Được làm, được pháp luật bảo vệ, được đóng thuế, nhưng mà vẫn chưa có cơ chế, cho nên là cứ lằng xằng hoài, ngứa ngáy. Rất là nhiều anh em bỏ tiền mua vé bay đi qua Thái Lan để coi những cái show người ta tổ chức bên đó làm sao rất là sướng luôn. Trong khi mình thì hoàn toàn có thể tổ chức ở đây, nhưng mà rất là khó. Thì khi mà khó khăn như vậy thì nó lại nhiều cơ hội. Nhiều cơ hội hơn. Thì mình đi vòng vòng mình gặp rất là nhiều anh em tâm huyết luôn á, anh em rất là tâm huyết luôn. Rất là chịu đầu tư kể cả tiền bạc rồi công sức ra luôn, nhưng mà giờ nó bị vướng đụng này, nó vướng đụng này khó, đụng kia khó, đâm ra anh em nó cũng hơi đuối. Ok. Thì mấy bạn đang chuẩn bị thêm một số cái dụng cụ. Thì trong lúc đó mà mọi người muốn coi những cái phần cây cối này nọ, mình có thể giới thiệu sơ qua. Không sao, anh em mình ngồi đây tâm sự. Mong một ngày nào đó anh em mình kết hợp được với nhau ha. Em bên cảnh quan, anh là bên sinh vật, rồi nói chung là ngành, cái ngành sinh vật cảnh này là đều có thể liên quan được với nhau hết á. Cái này các giống như nãy em có chia sẻ các bạn mà kiến trúc sư đồ ha, về mặt cảnh quan đồ, có thể kết nối với nhau nữa là sẽ có những cái tác phẩm cho nhà cửa đồ nó hài hòa về thiên nhiên đồ này nọ luôn. Bây giờ ta ưu tiên cái đó. Còn những cái công trình công á, những cái công trình công nếu mà sử dụng những cái nguyên liệu mới cũng như là những cái nội lực của một số người có thế mạnh thì nó sẽ tạo những cái khá là đặc sắc. Đúng rồi. Thay vì giống như những cái cổng chào hay là những cái tượng đài bình thường truyền thống thì có thể làm những cái thứ nó đẹp hơn. Bê tông hóa nhìn nó nặng nề đúng không? Chúng ta có thể kết hợp với cái này. Đi đầu này chắc Singapore ha. Tại đất nó chật quá. Đất nó chật quá và nó lại cũng kinh tế nó cũng mạnh nữa, đâm ra là nó chơi cây cối xen kẽ, cái định hướng nó tốt. Ví dụ như ngày xưa mà lúc mà em ở bên Anh á, thực ra nó là một cái nước phát triển nhưng mà những cái thứ thuộc về tự nhiên nó bảo tồn cực kỳ tốt. Giống như là những cái nhà thờ nó xây dựng từ những cái năm 1800, 1900 bây giờ nó vẫn còn. Rồi những cái cây cối, rồi những cái khu rừng của nó em thấy nó bảo tồn cực kỳ tốt luôn. Thậm chí đường xá, những cái đường mà họ đã quy hoạch từ cách đây cả trăm năm rồi, bây giờ người ta vẫn còn sử dụng và nó vẫn rất là đẹp. Hy vọng mình là vẫn còn giữ được
trong tương lai giữ được và sẽ phát triển thêm nữa. Dạ. Thì các bạn thấy là Việt Nam đang phát triển á, đường xá ngày càng mở rộng, coi như là mấy cây cổ thụ mấy lần bà con cũng la làng la sớm là phải cưa đi. Thì thật ra nó cũng phải cưa các bạn, tại con người đông quá mà đường ngày càng mở rộng thì phải buộc phải cưa cây thôi. Thì bên cạnh cái việc mà cưa những cái cây mà nó tồn tại lâu đời rồi, chúng ta phải có giải pháp để bù vô cái chỗ mà nó bị khuyết đó. Chứ không thì nó ngày càng ngột ngạt nóng. Đúng rồi. Giống như nội là các bạn thấy là cái showroom kiện, cây kiện ở đây á, nó có chắc cũng khoảng mấy chục mét thôi, trăm mét thôi. Thì cách con bước chân, ngoài kia là đường lớn, bước vô đây là nó giảm khoảng chắc cũng 5-6 độ á. Đây nó mát rượi à, ngoài kia bước ra ăn cái là nó muốn bốc khói. Dạ đúng rồi. Đang giữa trưa, như hôm nay ở ngoài trời là phải 35-36 độ, rất là nóng. Ok, sau khi mà chọn được cái phần lỗ phù hợp cho lên cái khung á, thì bên dưới sẽ được lót một cái lớp mút ha. Lớp mút này là mình mới vừa tạo luôn ha. Tạo hang rồi xịt sơn rồi luôn á. Bây giờ có hình có hài rồi nè. Rồi mấy cái chất chồng á, làm sao mình cho nó dán dính lên cái bề mặt này ta? Nó có cái lớp lưới bọc bên ngoài không? Cái này á thì thực ra là mình cái cây nào mà lớn á, mình sẽ phải có một cái chậu giá thể cho nó. Cái chậu giá thể để cho nó cây nó có thể phát triển được lâu lâu dài. Ít đất quá thì cây nó yếu luôn. Dạ đúng rồi, ít đất nó bị yếu. Một số đơn vị giờ người ta đang làm là ít đất, nghĩa là người ta khoét lỗ cho người ta trồng cây vô nhanh. Thì nó nhanh nhưng mà nó không có lâu bền. Thời gian thì nó không tốt được. Dạ. Cái này mà em có tìm hiểu trong ngành đó, ở những cái nước mà nó phát triển hơn, ngành này nó phát triển hơn là nó cũng ứng dụng công nghệ vô những cái này rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, ví dụ như là nãy em có chia sẻ cái con AI mà nó có thể nhận biết được cây nào cần nhiều nước, cây nào cần ít nước rồi đó. Quá hay luôn ha. Thì trong tương lai chắc em cũng sẽ nghiên cứu tới mấy đó. Dạ đúng rồi. Em cũng muốn tham dự những cái hội chợ triển lãm về công nghệ đó để mình đưa vô. Ví dụ như là không phải lúc nào cũng tưới và không phải lúc nào cũng đến giờ đó tưới, mà nó sẽ có những cái ngày gió nhiều, những ngày nắng nhiều thì cây nó sẽ khô, nó cần nhiều nước hơn. Còn có những cái ngày nó trời nó độ ẩm nó khá là cao thì cây không cần nhiều nước thì nó không cần phải tưới. Và ví dụ như trên một cái hệ này thì có những cây nó cần nhiều ẩm hơn, cần ít ẩm hơn. Đúng rồi. Thì là cái con AI nó nhận ra được cái cây đó luôn hết ta? Dạ, đúng rồi. Mình lập trình cho nó. Dạ. Và nó mình cung cấp cái hình ảnh cho nó và nó nhìn cái lá nó nhận ra được cái cây nào luôn. Quá hay luôn. Còn không thì mình lúc mà mình xét, hiện tại bây giờ đang xét thủ công là mình sẽ xét đáp cái khu vực nào thì mình sẽ cho nước nó vào ít, những khu vực nào cho nước nó vào nhiều. Còn về AI thì nó thông minh lắm. Ví dụ như cách đây khoảng 2 năm là em thấy người ta đã phát minh rồi. Chỉ cần đưa cái điện thoại mình lên, mở cái phần mềm nó lên và cho nó quét qua cái cây là nó sẽ biết cái cây này là bị bệnh gì. Và dựa trên cái bệnh đó là nếu như mà những cái phương pháp nhanh nhất là sử dụng những loại thuốc gì, những cái phương pháp mà an toàn nhất thì sử dụng thuốc gì là nó đã có rồi. Thì nó rất là hay. Hoặc là ví dụ như AI một cái nữa là khi mà mỗi ngày mình đến cái tường nó có thể nó chào mình, xin chào dạng như là anh Ngô Nam chẳng hạn, anh Nam Ngô, xong rồi hôm nay anh thế nào, có khỏe không, hôm nay nhiệt độ bên ngoài như thế nào đó, anh đi ra ngoài thì nhớ mang áo mưa chẳng hạn. Mốt nói chuyện với bức tường luôn các bạn. Hay ha. Ba mẹ mà cứ bắt phạt úp mặt vào tường là sướng lắm. Đứng nói chuyện với nó luôn. AI giờ nó thông minh bởi vì con người sẽ ngày càng một là phải giỏi lên, hai là bị mất việc làm bởi AI luôn. Dạ đúng rồi. Mà đúng ra nếu mà những cái công việc đó là mình sao làm lại nổi nó. Trí nhớ của nó là nó được lập trình, bộ nhớ của nó là vô tận mà. Nó cứ nhập dữ liệu vô thôi. Nó còn có chức năng học nữa mà. Nó học những cái thứ chưa được lập trình nữa. Học được. Quá hay luôn. Ok các bạn thì hôm nay phải nói là rất là vui khi mà được tới cái showroom triển lãm của bạn Cỏ đây tham quan và được Cỏ giới thiệu rất là nhiều những cái dòng cây rất là đặc biệt cũng như là cái tính ứng dụng của nó, và cũng được nghe được những cái lý tưởng ha, lý tưởng trong tương lai mình sẽ phát triển được những cái không gian nó vừa mát mẻ vừa coi như là thoáng đãng mà vừa thẩm mỹ nữa, rất là đẹp luôn để cải thiện. Và thêm một cái may mắn nữa là lại đến ngay cái lúc mà anh em đang thi công một cái tác phẩm cho khách. Đó, thì chúng ta thấy được những cái công đoạn ngay từ ban đầu.
Thì cái khó là chúng ta không có định hình được là chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào. Thì nhìn ở đây chúng ta có thể thấy là đang định hình những cái dáng, cái thế của cái cây lũa. Xong sau đó chúng ta sẽ đầu phủ nền chất trồng, sau đó sẽ trồng những cái cây kết hợp lại với nhau thì sẽ tạo ra một cái tác phẩm rất là đẹp mát mắt. Thì cái này dự kiến là khoảng bao nhiêu lâu nữa hoàn thành ta? Cái này thì mình dự kiến là ngày mai mình sẽ trồng cho khách. Cái này là mình sẽ chở cái này lên rồi mình gái vô chỗ khách xong mình trồng luôn. Đúng rồi. Ok. Quá đẹp, tuyệt vời. Ok các bạn, thì hy vọng là những cái hình ảnh cũng như những cái chia sẻ vừa rồi có thể giúp cho các bạn biết thêm một cái bộ môn mới. Thì ngoài cái chuyện mà trồng cây trong chậu đồ này nọ các thứ thì nó đã nhiều rồi, lâu rồi. Thì nó có một cái hình thức mới để chúng ta trang trí cho những cái không gian hẹp, những cái mảng tường của mình. Và cái hiệu quả thì các bạn thấy nó rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Thì nó ngoài cái hiệu quả về cái mặt thị giác á, thì cái cái cảm giác của mình đứng ở đây mình được sờ tận tay, mát mẻ, được nghe tiếng róc rách là cái thính giác của mình. Hồi nãy có bạn hỏi là cái khứu giác nó có bị mùi mốc không, thì mình đứng ở đây rồi mình hoàn toàn không thấy. Ở bên cạnh đó thì mình cảm thấy giác được cái không khí nó rất là mát, rất là trong lành luôn. Tại vì cái lá thì nó lọc không khí mà. Rồi cái nước rồi nó cũng làm cho không khí nó tươi trẻ nữa. Thì hy vọng qua clip vừa rồi các bạn sẽ có thêm nhiều cái ý tưởng để mà trang trí cho ngôi nhà của mình. Và các bạn có gặp khó khăn về vấn đề thiết kế hay là setup hay là tìm cái nguyên liệu để trang trí thì các bạn có thể ghé showroom Kiển Lá số 553 số với Nhật Tỉnh, phường 26, quận Bình Thạnh. Cảm ơn các bạn đã xem clip rất nhiều và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, xem clip vui vẻ. Cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ cho kênh của anh. Nhiều. Cảm ơn anh. Chúc em ngày càng phát triển hơn nữa và thực hiện được nhiều cái lý tưởng của mình. Giúp cho thành phố của mình hoặc là xung quanh cái khu mình sống nó ngày càng đẹp hơn, mát mắt hơn. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Anh. Ok.